Đứng sừng sững trên vùng biển Đông rộng lớn, đứng hiên ngang trên vùng thềm lục địa của nước nhà, giàn khoan sao vàng, đại nguyệt, được ví như là một lời khẳng định chủ quyền lãnh thổ mà Việt Nam dành cho Trung Quốc nói riêng và tất cả các quốc gia khác trong vùng nói chung. Nhưng đây không phải là lý do duy nhất khiến cho công trình đặc biệt này được ví như là người gác đền của Việt Nam ở Biển Đông. Không để bạn phải tò mò hơn nữa, ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa bạn đi tìm hiểu chi tiết hơn về công trình có 102 kể trên. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé. Các bạn thân mến, tại vùng biển tư chính của Việt Nam, hiện có rất nhiều giàn khoan được xây dựng để phục vụ cho công tác thăm dò và khai thác dầu khí. Nhưng nổi bật lên trong đó vẫn là hệ thống giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt được xây dựng quy mô. Sự kiện xây dựng giàn khoan này đã được hàng loạt các tờ báo lớn nhỏ của Việt Nam đưa tin rộng rãi. Nó được diễn ra theo đầy kịch tính, giống như những gì mà bài viết đăng tải trên trang tin Công an Nhân dân Online cho biết dưới đây. Vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2019, tại mỏ sao vàng Đại Nguyệt ở lô 051B và 051C, Bể Nam Côn Sơn, ngay trên bãi tư chính, vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, một sự kiện rất quan trọng đã diễn ra. Đó là sự kiện công ty dịch vụ cơ khí hàng hải PTST-MNC lắp đặt chân đế giàn khai thác và giàn xử lý khí SVCPP nặng 12.500 tấn. Cùng tham gia lắp đặt với nhà thầu chính là PTST-MNC còn có chủ đầu tư Idemitsu Gas Production, IGP, nhà thầu phụ vận chuyển POS McDermott, nhà thầu phụ chế tạo bộ chân đế Vietsopetro và nhà thầu phụ hạ thủy ALE. Mặt biển vốn mênh mông là thế, bỗng trở nên chật hẹp bởi những chiếc cần cẩu khổng lồ có sức nâng trên 5.000 tấn mỗi chiếc. Những chiếc xà lan có sức chở hàng chục ngàn tấn và bộ chân đế giàn khai thác cao 113m, nặng 12.500 tấn, có bộ cọc đóng chân đế xuống biển, nặng 4.000 tấn nổi bật trên vùng biển xanh bao la. Đây là bộ chân đế lớn nhất từ trước đến nay do chính những người thợ của PVN thiết kế, chế tạo và mang ra lắp đặt tại đây. Trước đó 2 ngày, bộ chân đế được kéo từ cảng của PTSC tại Vũng Tàu ra bãi tư chính với quãng đường là hơn 350km cùng vận tốc gần 8km/h. Một bầu không khí căng thẳng tột độ bao trùm toàn bộ vùng hiện trường và cả trụ sở của PTSC-MNC cũng bắt đầu dâng cao. Nhưng sự căng thẳng ở đây không nằm ở vấn đề kỹ thuật hay thời tiết mà nằm ở phía Trung Quốc. Vì trong những ngày này, vùng biển bãi tư chính giống như là một thùng thuốc nổ trước sự quấy phá của Trung Quốc. Nó sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào bởi hành động gây hấn, chèn ép, ngăn cản của hàng chục tàu chiến Hoa Lục có mặt tại đây. Vậy nên hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, công nhân viên của PTSC-MNC thực sự là những người lính biển quả cảm. Công việc của họ là hạ thủy và lắp đặt chân đế giàn khoan cho giàn khai thác khí sao vàng Đại Nguyệt, đồng thời tham gia tích cực vào việc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước sự quấy phá của kẻ địch hung hăng. Cụ thể hơn là suốt từ đầu tháng 7, Trung Quốc đưa một lượng lớn tàu chiến, tàu hải cảnh và cả tàu dân binh giả dạng tàu cá xông vào bãi tư chính, nơi PVN chuẩn bị đặt chân đế giàn khoan khai thác quy mô. Cao điểm có ngày Trung Quốc đưa gần 20 tàu vào khu lô 051B để gây áp lực cho Việt Nam. Trong bối cảnh như vậy, PTSC-MNC vẫn quyết tâm hạ đặt giàn khoan đế để cho kịp tiến độ khoan của chủ đầu tư IGP. Để rồi, vào lúc 14:30 khi chuẩn bị phóng chân đế xuống biển sâu hơn 100m thì 3 con tàu hải cảnh của Trung Quốc rẽ sóng hùng hổ xông vào. Và ngay lập tức, lệnh báo động được phát ra cho các lực lượng có mặt. Có những người làm công tác hạ đặt chân đế vẫn giữ thái độ bình tĩnh và chuẩn bị phóng giàn với sự thận trọng cực cao. Đến 15 giờ cùng ngày, bộ chân đế giàn khoan cao hơn 113m, nặng 12.500 tấn được lệnh phóng xuống biển. Một cột nước khổng lồ vọt lên bao trùm tất cả và nhanh chóng nhấn chìm chân đế trong biển nước xanh bao la. Nhưng ngay sau đó, bộ chân đế được các cần cẩu cực mạnh kéo dựng lên và đưa vào các vị trí đã được định vị từ lâu. Đến 18 giờ tối, việc hạ đặt giàn khoan thành công mỹ mãn, các thông số kỹ thuật được đảm bảo và bộ chân đế được đặt vào đúng vị trí với sai số chỉ vài 3cm mà thôi. Tin vui được báo về cho lãnh đạo PTSC và PTSC-MNC. Một bầu không khí vui mừng và tự hào như vỡ òa, và lúc đó thì mọi người mới biết là cả nước quan tâm đến công việc này như thế nào. Do đó, phía chủ đầu tư IGP đã công bố thông tin rộng rãi cùng với các hình ảnh chụp được từ vệ tinh của Mỹ, Nhật. Nhờ vậy mà người dân mới biết được những người thợ của công ty PTSC-MNC cùng với các nhà thầu khác đã làm được một việc không tưởng theo cách thần kỳ ra sao.
Xuất phát từ đây, hàng loạt những tờ báo lớn nhỏ và mạng xã hội tràn ngập những lời cảm ơn, chúc mừng rộn rã. Đó cũng là lần đầu tiên tên tuổi của công ty PTSC MNC được biết đến rộng khắp Việt Nam. Mặc dù ở thị trường chế tạo giàn khoan thế giới, đây là một tên tuổi lớn, đã từng chế tạo lắp đặt 70 giàn khoan, giàn thượng tầng cho nhiều quốc gia. Riêng tại Việt Nam, hiếm có công trình biển nào lại không có sự tham gia của công ty PTSC MNC danh tiếng. Chẳng hạn như trước đây, nhà thầu này đã cực kỳ thành công trong việc chế tạo lắp đặt giàn khai thác khí Hải Thạch, Mộc Tinh, một trong những công trình trên biển lớn nhất ở Việt Nam cho đến thời điểm này. Vâng, qua những gì vừa diễn ra có thể thấy, việc lắp đặt thành công giàn khoan tại vùng biển Tư Chính là cả một sự cố gắng phi thường của các cán bộ và chiến sĩ Việt Nam. Nó ghi nhận quyết tâm vượt khó cao độ của tập thể công ty PTSC MNC nói riêng và các đơn vị nhà thầu trong nước lẫn quốc tế nói chung trước sự quấy phá liên tục của hoa lục hung hăng. Nhưng quan trọng hơn là, sự xuất hiện của giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt còn mang đến nhiều ý nghĩa quan trọng cho việc khẳng định chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Vì thứ nhất, nó được ví như là cột mốc đánh dấu chủ quyền trên vùng thềm lục địa của Việt Nam, nơi đang bị Trung Quốc dòm ngó suốt thời gian qua. Nó thay Việt Nam tuyên bố mạnh mẽ rằng vùng biển Tư Chính là vùng lãnh hải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của quốc gia mình. Không ai có quyền đòi hỏi yêu sách ở đây. Theo đó, bất kỳ hành vi thăm dò, xâm lấn hay quấy phá nào của Trung Quốc được diễn ra trên vùng biển tiềm năng này đều đáng lên án, bởi vì nó xâm phạm trực tiếp chủ quyền lãnh hải của nước bạn, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế có trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nếu Trung Quốc tiếp tục làm càn, họ sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn của quốc tế. Điều này khiến cho quốc gia vốn luôn ngang ngược này phải đắn đo, suy nghĩ và chùn tay. Thứ hai, giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt không chỉ là nơi để Việt Nam khai thác tài nguyên thiên nhiên trên vùng biển Tư Chính, mà đây còn là nơi để đất nước hình chữ S thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng của quốc gia. Cụ thể hơn là, từ giàn khoan dầu khí vững chãi, các lực lượng hiện diện có thể kiểm soát được tình hình Biển Đông cũng như các tàu thuyền qua lại vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải của mình nhanh chóng. Nếu có con tàu nào đi vào các mỏ dầu khí một cách bất hợp pháp hay có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, các thông báo khẩn sẽ được trả về cho trung tâm chỉ huy. Từ đây, hàng loạt những phương án ứng phó kịp thời sẽ được phát đi và triển khai cấp tốc. Các lực lượng bảo vệ vùng biển sẽ được bố trí chủ động để chiến đấu trực diện với kẻ thù và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia. Nói tóm lại, sự hiện diện của giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt đã chứng minh được tiềm lực lớn của Việt Nam trong việc xây dựng các công trình khai thác dầu khí. Nó cho thấy một tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Vietshore Petro trong việc hợp tác và cung ứng dịch vụ, đồng thời cho thấy một ý chí rất Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải của nước nhà trước một đối thủ đáng gờm trên vùng biển bao la. Kết hợp với vai trò quan trọng của mình trên vùng biển chiến lược, giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt quả thật là một người gác đền trên biển, hiên ngang và bất khuất của Việt Nam. Vậy, bạn còn tiếc gì một like, một share và một subscribe cho công trình độc nhất này đây? Các bạn thân mến, theo các số liệu thống kê cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia may mắn được thiên nhiên ban tặng, nguồn tài nguyên dầu khí vô cùng dồi dào. Cụ thể hơn là trữ lượng dầu khí tại Việt Nam hiện được xếp thứ 26 trên toàn thế giới với khoảng 4,4 tỷ thùng dầu. Thêm vào đó, Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại nhiều vùng biển đảo rộng lớn, còn là một trong những bể chứa dầu khí lớn nhất hành tinh. Chính vì thế mà, có rất nhiều chuyên gia địa chất dự đoán rằng rất có thể Việt Nam đang nắm trong tay các bể trầm tích có giá trị lên đến 40.000 tỷ đô la. Nếu được khai thác đúng mức thì nguồn tài nguyên thiên nhiên này sẽ đem về cho Việt Nam khoản ngoại tệ siêu to khổng lồ mà bất kỳ ai cũng phải mơ ước. Vậy liệu rằng khi điều đó xảy ra, Việt Nam có hóa rồng và trở thành siêu cường quốc tiếp theo hay không? Vâng, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, trong video clip hôm nay chúng tôi sẽ đưa mọi người đi tìm kiếm câu trả lời chuẩn xác nhất. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Như chúng ta cũng đã biết, các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam đã được triển khai kể từ thế kỷ trước dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Liên Xô và nhiều chuyên gia khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Đến tận ngày hôm nay, người ta đã xác định được các bể trầm tích có trữ lượng dầu khí khủng ở Việt Nam, tập trung nhiều tại tỉnh Thái Bình và Hưng Yên với độ sâu từ 1.000 đến hơn 3.000 mét. Trong đó, mỏ dầu khí đầu tiên được phát hiện chính là mỏ Tiền Hải C. Nó đã được đưa vào khai thác kể từ năm 1981 và trở thành biểu tượng ngọn lửa của ngành dầu khí Việt Nam. Ngoài ra thì
Tại bể trầm tích sông Hồng còn có rất nhiều mỏ dầu khí có trữ lượng tiềm năng như là mỏ D14, sông Trà Lý, Đồng Quang D, Hồng Long, Hoàng Long, Yên Tử, Kèn Bầu và Cá Voi Xanh. Nổi bật lên trong số đó chính là mỏ Cá Voi Xanh thuộc lô 118 nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khi cách bờ biển Quảng Nam, Quảng Ngãi chỉ khoảng 80 km. Nó được công ty ExxonMobil của Hoa Kỳ và Petro Việt Nam hợp tác thăm dò kể từ năm 2009 đến nay. Kết quả cho thấy, trữ lượng dầu khí tự nhiên tại đây có thể lên tới 150 tỷ mét khối, giúp cung cấp nguồn nhiên liệu dồi dào cho các nhà máy điện trực thuộc vùng núi Thành, tỉnh Quảng Nam và cả khu kinh tế Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Theo dự đoán của các chuyên gia đầu ngành thì mỏ dầu khí Cá Voi Xanh sẽ cho vòng đời khai thác khoảng 25 năm. Trong thời gian đó thì nó sẽ cho doanh thu từ điện dao động khoảng 30 tỷ đô la. Còn nếu tính luôn tổng doanh thu cả vòng đời thì con số trên có thể lên tới 60 tỷ đô la. Không chỉ đóng góp hàng chục tỷ đô cho ngân sách nhà nước, mà mỏ Cá Voi Xanh còn tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 4.000 lao động trình độ cao. Tiếp đến là mỏ Kèn Bầu. Mỏ khí đốt nằm cách khu vực đất liền tỉnh Quảng Trị và Đà Nẵng chỉ vài chục km. Theo như dự đoán thì mỏ Kèn Bầu sẽ được khai thác vào năm 2028 với trữ lượng ước tính khoảng 230 tỷ mét khối khí và khoảng 450 triệu thùng khí ngưng tụ. Theo đó, nó sẽ phục vụ đắc lực cho các hoạt động sản xuất của ngành điện trong khu vực, đồng thời giải quyết tốt bài toán nan giải về nguồn cung khí đốt cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Và cái tên kế tiếp mà chúng ta cần nhắc đến chính là bể trầm tích Hoàng Sa nằm gần trung tâm Biển Đông ngay chính giữa Việt Nam và Philippines. Nó có diện tích khoảng 70.000 km2 với độ sâu nước biển ở nơi sâu nhất là 3.500 m. Dựa trên các cuộc khảo sát địa chất được thực hiện từ đầu thế kỷ 20, cho thấy trữ lượng khí đốt tiềm năng và khí đốt tại chỗ của bể Hoàng Sa ước đạt 340 tỷ mét khối, với khả năng thu hồi khoảng 200 tỷ mét khối. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tiềm năng khai thác của bể Hoàng Sa vẫn còn là ẩn số khi tại đây chưa có một giếng khoan thăm dò dầu khí nào được triển khai lắp đặt. Sau bể Trường Sa là bể trầm tích Phú Khánh trải dài trên bờ biển duyên hải miền Trung của Việt Nam. Diện tích của bể dao động khoảng 80.000 km2 với các lô khí đốt đã được xác định là lô 121-128 và lô 147-152. Nhưng theo nhiều nguồn tin uy tín cho biết quy mô phát triển của bể trầm tích này rất có thể còn được mở rộng hơn về phía đông. Được biết, các hoạt động thăm dò dầu khí tại bể Phú Khánh đã được thực hiện từ năm 1980 cho đến nay. Theo đó, người ta nhận thấy nơi đây tập trung nhiều mỏ dầu có tiềm năng lớn như cá heo, cá mập, tuy hòa. Nhưng cho đến nay, công tác khai thác trữ lượng dầu khí tại các mỏ dầu này vẫn dậm chân tại chỗ do nơi đây có độ sâu mực nước biển quá lớn, dẫn đến chi phí đầu tư tăng cao. Ngoài các bể trầm tích ở miền Bắc và miền Trung kể trên, Việt Nam còn có nhiều bể trầm tích Nam Bộ khác. Nổi bật nhất có thể kể đến là bể trầm tích dầu khí Cửu Long có diện tích 36.000 km2. Nó chạy dọc bờ biển Vũng Tàu, Bình Thuận và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, với nơi sâu nhất chỉ khoảng 80-90 m. Có thể nói là bể trầm tích Cửu Long là nơi có số lượng khảo sát địa chất và giàn khoan lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là nơi có nhiều mỏ dầu được đưa vào sử dụng nhiều nhất. Bởi vì bể trầm tích Cửu Long nắm giữ hầu hết các mỏ dầu khí lớn nhất nước ta như mỏ Bạch Hổ, Tê Giác Trắng, Tê Giác Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng, mỏ Rạng Đông, v.v. Trong đó, mỏ Bạch Hổ thuộc lô 91 đã được Liên doanh Dầu khí Việt Nga thăm dò và khai thác từ năm 1988. Nó được cho là có trữ lượng và sản lượng khủng dầu khí với khoảng 2 tỷ thùng. Theo đó, người ta có thể khai thác tại đây khoảng 79.000 thùng dầu mỗi ngày, đem đến nguồn thu ngoại tệ lên đến hàng tỷ đô la cho Việt Nam mỗi năm. Còn nếu như cộng hết sản lượng khai thác dầu thô tại bể trầm tích Cửu Long thì nó có thể chiếm tới hơn 80% tổng sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam. Tiếp sau bể trầm tích Cửu Long chính là bể trầm tích Nam Côn Sơn nằm tại vùng Đông Nam, trực thuộc thềm lục địa của Việt Nam, nó có diện tích khoảng 100.000 km2. Kể từ năm 1970, các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại bể Nam Côn Sơn đã phát hiện được rất nhiều mỏ dầu có tiềm năng lớn như là mỏ Đại Hùng, mỏ Lan Tây, mỏ Rồng Đôi Tây và Hải Thạch. Trong đó, mỏ Đại Hùng được cho là có tiềm năng nhất khi có sản lượng khai thác dự kiến là khoảng 354,6 triệu thùng và khoảng 8,5 tỷ mét khối khí tự nhiên. Nó đã được đưa vào khai thác kể từ năm 2006 đến nay.
Và đến nay chúng ta không thể nào bỏ qua bể trầm tích Tư Chính, Vũng Mây có diện tích khoảng 90.000 km2, một bể trầm tích nằm tại khu vực nước sâu trên thềm lục địa Đông Nam của Việt Nam. Theo cuộc khảo sát, thăm dò địa chất cho thấy, bể trầm tích Tư Chính có độ sâu nước biển trên 1.000 mét với nơi sâu nhất lên tới 3.000 mét. Tại đây, Việt Nam đã cho xây dựng trạm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật gọi tắt là DK1 để bảo vệ bãi ngầm nằm trong thềm lục địa phía Nam. Song song đó, thì Việt Nam còn tiến hành nhiều hoạt động khai thác dầu khí tại vùng biển Tư Chính để làm dầu cho quốc gia. Ước tính cho thấy nơi đây có trữ lượng dầu khí thu hồi khoảng 3,8 tỷ thùng dầu và từ 285 đến 857 tỷ mét khối khí. Nếu dự đoán trên là chuẩn xác thì đây chính là nơi chứa nhiều dầu khí nhất tại vùng thềm lục địa Việt Nam. Và sau tất cả, chúng ta không thể nào bỏ qua bể trầm tích Trường Sa, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có tổng trữ lượng dao động từ 3.330 đến 660 triệu tấn khí dầu. Song song với đó thì còn có bể trầm tích dầu khí Malay Thổ Chu rộng 80.000 km2 nằm trong khu vực Vịnh Thái Lan, ngoài khơi biển Cà Mau Hà Tiên. Nó được cho là có tiềm năng dầu khí lớn thứ tư Việt Nam với khả năng thu hồi rơi vào khoảng 380 triệu tấn khí dầu. Vậy nên, nếu giả sử Việt Nam khai thác được hết sản lượng dầu trên vùng lãnh thổ của mình, cũng như trên cả Biển Đông theo số liệu được Trung Quốc dự đoán là khoảng 125 tỷ thùng, thì Việt Nam sẽ thu được 10.300 tỷ đô la với giá dầu đang ở mức 83 đô la một thùng như hiện nay. Và theo đó, tài sản quốc gia của Việt Nam sẽ tăng lên gấp 10 lần so với năm 2022. Nhưng thứ đáng kể nhất là 14 tỷ mét khối khí hiện có trên Biển Đông có thể mang về cho Việt Nam khoảng 30.000 tỷ đô la với giá bán thương mại khoảng 2,44 đô la trên một mét khối. Số tiền khổng lồ trên sẽ giúp cho Việt Nam trở thành quốc gia giàu thứ 3 trên thế giới sau Mỹ có 145.000 tỷ đô la và Trung Quốc có 85.000 tỷ đô la trong ngân khố quốc gia. Còn nếu so sánh với các nước khác thì Việt Nam giàu gấp 2,5 lần Đức và gấp 4 lần Hàn Quốc. Riêng với các nước Đông Nam Á khác thì sẽ bị Việt Nam bỏ xa. Các bạn thử nghĩ mà xem, với số tiền khổng lồ đó Việt Nam có thể làm gì? Vâng, ngoài việc tập trung phát triển kinh tế để tiên đè rác tiền, Việt Nam còn có thể xây dựng cho mình một quân đội hùng mạnh ngang ngửa với Trung Quốc. Bởi vì khi đó chúng ta có thể mua sắm hàng ngàn máy bay chiến đấu, hàng ngàn con tàu chiến tải trọng khủng và hàng chục chiếc tàu sân bay siêu to khổng lồ. Điều này sẽ giúp cho Việt Nam trở thành một siêu cường dễ như trở bàn tay. Các nước khác sẽ phải kiêng dè Việt Nam và muốn làm gì thì cũng phải nhìn sắc mặt của đất nước hình chữ S. Nhưng đó vẫn là câu chuyện của thì tương lai, với khả năng xảy ra rất thấp. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, Biển Đông đang nằm trong khu vực tranh chấp của rất nhiều quốc gia khác nhau. Thêm vào đó, Trung Quốc còn thường xuyên triển khai các hoạt động quấy phá tại vùng lãnh hải và vùng thềm lục địa của Việt Nam. Chính điều đó đã gây ra khó khăn rất lớn cho quá trình thăm dò và khai thác dầu khí suốt thời gian qua. Vậy nên thiết nghĩ Việt Nam cần phải có những đối sách khả thi hơn và mang tầm chiến lược hơn trong việc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ để tạo điều kiện cho ngành khai thác dầu khí phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Còn các bạn có nghĩ như thế không? Vui lòng comment ngay xuống phía dưới. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé.